SUV điện Cherry EQ7 được tung hình ảnh chính thức, nếu về Việt Nam sẽ là đối thủ của VinFast VF8. Theo kế hoạch, Cherry EQ7 sẽ chính thức ra mắt thị trường Trung Quốc vào nửa cuối năm nay, với giá dự kiến dao động trong khoảng từ 150.000 đến 200.000 nhân dân tệ, khoảng 512 đến 683 triệu đồng. Vào hồi giữa tháng 3 năm 2023 vừa qua, những hình ảnh đầu tiên của mẫu ô tô điện Cherry EQ7 đã được hé lộ trên trang web của Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc. Đến nay, hãng Cherry mới tung ra những hình ảnh chính thức đầu tiên của mẫu ô tô điện này. EQ7 trên thực tế chỉ là tên mã nội bộ của xe. Trong khi đó, tên gọi chính thức của mẫu xe này vẫn chưa được hãng Cherry công bố. Theo hãng Cherry, EQ7 sẽ được phát triển dựa trên khung gầm hoàn toàn bằng nhôm, giúp giảm đến 25% trọng lượng. Đồng thời, xe được định vị trong phân khúc SUV điện hạng trung, với chiều dài 4.675mm, chiều rộng 1.910mm, chiều cao 1.660mm và chiều dài cơ sở 2.830mm. Nếu về Việt Nam trong tương lai, Cherry EQ7 sẽ là đối thủ cạnh tranh của VinFast VF8. Qua những hình ảnh chính thức do hãng Cherry công bố, có thể thấy EQ7 có thiết kế gợi liên tưởng đến các mẫu ô tô điện đời mới của hãng NIO, đặc biệt là khu vực đầu xe. Tại đây, Cherry EQ7 được trang bị hệ thống đèn 2 tầng, với dải đèn LED định vị ban ngày khá mỏng nằm phía trên, sát nắp capo. Ở giữa hai dải đèn LED định vị ban ngày còn có tem chữ nổi Cherry. Trong khi đó, cụm đèn pha chính của xe nằm bên dưới, trong hốc hình tam giác ở hai góc đầu xe. Ngoài ra, xe còn được trang bị hốc gió, trung tâm hình thang cỡ lớn và sơn màu đen trên cản, trước. Bên sườn, Cherry EQ7 sở hữu nóc dốc dần về phía sau và sơn màu đen, tương phản với khu vực thân xe. Vành la răng của xe có thiết kế 5 chấu khí động lực học, nằm trong hốc bánh khá vuông vức. Thêm vào đó là những đường dập gân nổi bật, ốp gương chiếu hậu và các cột sơn màu đen bóng. Trái với xu hướng của thị trường ô tô điện hiện tại, Cherry EQ7 vẫn dùng tay nắm cửa thông thường thay vì loại nằm chìm vào thân xe. Trong khi đó, cổng sạc của xe nằm trên chắn bùn sau bên trái. Đằng sau, Cherry EQ7 đi kèm cụm đèn hậu nằm vắt ngang đuôi xe, và cánh gió mui màu đen bóng, tích hợp đèn phanh trên cao. Bên cạnh đó là tem chữ nổi Cherry ở giữa cửa cốp, cản sau cắt xẻ, tích hợp hai dải đèn nằm ngang và khe gió giả hình tam giác, cũng như bộ khoách tán gió thể thao. Bên trong Cherry EQ7 là không gian nội thất 5 chỗ ngồi, với mặt táp lô có thiết kế như đôi cánh. Vô lăng của xe có thiết kế váy đáy thể thao, trong khi đặt nổi trên mặt táp lô là màn hình cỡ lớn. Màn hình này kết hợp giữa bảng đồng hồ kỹ thuật số và màn hình cảm ứng trung tâm. Nằm giữa hai ghế trước là cụm điều khiển trung tâm khá cao, tạo thành vách ngăn. Tại đây, xe được trang bị hai sạc điện thoại không dây, hai hộc đựng cốc và ngăn chứa đồ bên dưới. Nguồn cung cấp sức mạnh cho Cherry EQ7 là một motor điện với công suất tối đa 155 kW, khoảng 210 mã lực, cho phép xe đạt vận tốc tối đa 180 km/h. Ngoài ra, xe còn dùng cụm pin lithium sắt Fortfast LFP, nhưng chưa rõ dung lượng khả dụng và quãng đường di chuyển. Theo kế hoạch, Cherry EQ7 sẽ chính thức ra mắt thị trường Trung Quốc vào nửa cuối năm nay, với giá dự kiến dao động trong khoảng từ 150.000 đến 200.000 nhân dân tệ, tương đương 512 triệu đến 683 triệu đồng.